Này nhiêu ký? Rồi nhiêu ký anh? 90 anh. 90 anh. Áo đỏ là tối nay đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam luôn hả? Tối nay Việt Nam đá với Mã Lai nè. Rồi, xin mời quý vị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Xem gọi là bổ sầu riêng hấp dẫn. Sầu riêng này, sầu riêng ở Bến Tre. Có nhiều loại lắm các bạn. 90.000, 80.000, 70.000. Rất là nhiều loại luôn. Cái này to này mà. Cái to cái nhỏ giòn cái này bao nhiêu tiền hả? Cái này bao nhiêu tiền? 2,7,6,6 2,4 anh. 240 có cái dao độc rồi, có cái dao của nó mới được ha. Gửi luôn hả? Cái sâu này là dưa chín hả? Sâu đó là có chín có sống anh chưa lựa. Chưa lựa. Cái này là chín vườn hả? Cái sao? Dạ. Dạ cái này là loại chín vườn hả? Chín vườn. Đó là một chất già lên phải thôi. Đây ta. Rung lắc là biết luôn hả? Chín chưa hả? Đây. Thấy nhiều người tới ra đập á. Ừ, hay quá là. Cái này đúng anh trai. Khui hồ viên không còn bao tay. Tay nó chạy hết rồi. Nó lủng hết trên. Tay chạy hết rồi. Anh coi mấy video mà của mấy tay nó review sầu riêng này nhìn nó cười. Tay nó bao ăn anh. Ngon chứ.
nên biết về hôm là ngon rồi. Có nhiều người không muốn coi lột bỏ sầu riêng chứ không phải muốn không quay. Cái đây là lựa chính là đưa ra trước các bạn, trước chân nè. Chỗ này là nằm ngay chỗ đây các bạn, đối diện với nhà thức Quỳnh Giao 693 ở tỉnh lộ 10. Cái khu vực mà tỉnh lộ 10 này rất là nhiều chỗ người ta bán sầu riêng đó các bạn. Cái vỏ này thì mọi người vừa đưa lên xe rác. Cái vỏ này đâu làm được gì ta? Bướng đổ mấy trăm ngàn. Mua gì kìa? Bạn gái em mua cái gì? 206 anh. 206. Để nguyên trái hay sao? Hay là tua họ mua? Cái này nó ăn liền được không? Hay là mình để muốn để gì mai nó để mai mai mua luôn cho ngon chứ. Đây bao ăn. Có chục chặt thì đem lại đây. Cô gái đẹp kia mua cái gì kìa anh ta? Đây. Không, có cái cờ đây. Mê là cái câu bỏ sầu riêng đó các bạn. Vô chọn em. Đúng bằng cái hai luôn. Tách xe ra thôi.
sầu riêng quá. Bây giờ nó bén lắm á. Có thấy mà. Không thấy bao tải luôn. Quen quá. Cái này phải có lực mới được. Tay lực. Đó, có đẹp. Đó, tắt sơ cho chị thôi. Tắt sơ hả? Chơi cho chị coi. Coi coi. Dính về mới ngon là đúng không chị? À, tắt tắt đem về. Dạ hả? Đây cái muối mới bự nè. Chạy gương việc là tôi sầu riêng luôn hả? Nghĩ lúc trước nó chạy rồi nghỉ. Đem về đó. Rồi. Đó bịch. Mấy chục là hàng thứ ba. Ký là mấy chục? 84.000. Rồi 84.000 luôn, ngon vậy trời. Cô cá khui không cô? Này cái nhỏ mà muốn bự. Đó mà nó có bỏ không? Đó. Kìa. Không nè, có muốn bành kia luôn tét ra hả cô? Bỏ hộp, bỏ hộp rồi cái nhỏ xíu bỏ hộp nữa. Bởi vậy cái nhỏ bỏ hộp đi cho dễ. 9876 6789 cái hàng nào anh? Bảy chục cái nhỏ nè. Đó, mua quá. Rồi bỏ bịch cho lên về luôn. Cơm ngon không chị? Có dấu này cô nghĩ tay bị chai luôn á. Quen cái dao đây nó rất bén nha. Ồ ngon à. Cái này vừa chín tới. Vừa chín tới luôn rồi. Đó. Đó. Đây. Cơm dễ dẻo chị ơi. Ăn thử đi. Thử đi. Cái bự là dưới bự. Mình giống như con người thôi. Hả? Giống người. Wow.
và cái máy vườn ta. À, thứ 6. Lấy cái hộp nó được. Rồi một cái. Ngon chị. À, chị khách mới vừa thử xong nên ngon. Rồi có gì em bù lại cho chị. Bù lại. Ồ, nó trời muốn mưa các bạn ơi. Muốn nào hư là mù bù lần rồi cái này. Kinh nghiệm. Đây anh trai đang hủi ở ngôi nhà có ngôi cái dính không á. Người ta thường người ta lấy cái dao này gõ gõ, còn này chơi đọc là chơi hủi. Nhiều lắm. Hủi dữ lắm. Coi là tuyệt chiêu hủi lắm. Cô bao lận không á chị? 2 ký 3. Bá luôn. Nào tốt.
miền Tây có thịt như là khuy sầu riêng, khuy dừa, nạo dừa rồi dữ. Chặt dừa nước. Cái này quá ngon. Cái này quá ngon. Gòn quá vàng. Đây là hàng Phong Điền Cần Thơ. Ở dưới miền Tây là những tỉnh nào trồng sầu riêng ta? Tiền Giang, Bến Tre, giờ nó chung đâu cũng trồng anh ơi. Cần Thơ, Vĩnh Long rồi Đồng Tháp cũng có nữa. Cứng thì da đồng chín mất rồi. Miền Đông là nó bị gì? Miền Đông nó hơi nhão cơm. Còn miền Tây mình nó cơm nó gáo. À, hay rồi. Miền Đông thì bảo của nó. Miền Đông là ví dụ như của mấy tỉnh Tây Ninh rồi vậy hả? Tây Ninh rồi. Đồng Nai. Đồng Nai hả? Long Khánh rồi hả? Long Khánh. Còn như miền Nam mình là ngon nhất. Đắk Lắk cũng ngon. Nói chung dùng Đắk Lắk cũng ngon. Cái của Thái Lan ăn cũng không ngon. Cái trái này 6 hộp luôn nè. Nãy 3 hộp rồi, giờ còn 3 hộp nữa. Thường thường là nó 5 hộp hả? 5 hộp có, 6 hộp cũng có, mà 6 hộp thì ít hơn 5 hộp. Thì nhảy lời được cái hộp nữa. 6 hộp có thì muối nhiều. Mọi người thấy ăn sầu riêng cực khổ không? Ok, hỏi làm đi, làm đi. À.
thì thôi quay quay nguyên con, bị dằn tiền hoài là chết, không có quay nữa. Quay nguyên con dằn tiền. Cứu. Ok. Người lớn rồi. Nó trời Sài Gòn nhà mùa mưa rồi bạn. Cái đường tỉnh lộ 10 này mưa hồi là nước ngập dữ dằn lắm á.